nghiệp Đông Mai hiện là khu công nghiệp đồng bộ nhất về hạ tầng, có hiệu quả sử dụng đất cao nhất trong các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh với 23 dự án thứ cấp, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 470 triệu đô la Mỹ. Khu công nghiệp đã thu hút được nhiều dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, xây dựng chuỗi dây chuyền hiện đại, sản xuất tại chỗ, đảm bảo hoàn thiện từ đầu vào đến đầu ra, tạo ra chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu. Đồng thời là động lực tăng trưởng chính trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với nhiều sản phẩm xuất khẩu, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP của tỉnh như dự án S Việt Nam của tập đoàn Foxconn, nhà máy sản xuất hệ thống dây dẫn và các cụm thiết bị điện ô tô Iyazaki, nhà máy sản xuất loa và tai nghe Tony Technology Limited, nhà máy Boomzim Electronics. Kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp khu công nghiệp năm 2021 đạt khoảng 828 triệu đô la Mỹ. Dự kiến kế hoạch kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp khu công nghiệp năm 2022 đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Các đơn vị doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã linh hoạt triển khai các phương án đảm bảo phòng chống dịch, đẩy nhanh việc tiêm vaccine mũi 3 cho công nhân để tạo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả nhất. Thăm động viên cán bộ công nhân lao động tại các nhà máy sản xuất thuộc khu công nghiệp Đông Mai, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vui mừng trước nhịp độ sản xuất ổn định khi thấy lao động khẩn trương sôi động, song vẫn đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch của các đơn vị sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực của các doanh nghiệp, ban quản lý khu kinh tế thị xã Quảng Yên trong việc triển khai thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng đưa số lượng công nhân quay trở lại làm việc ngay sau Tết, đảm bảo sản xuất tốt nhất. Số lao động làm việc tại khu công nghiệp Đông Mai hiện có trên 8.700 lao động, tăng 7% so với tổng số lao động có mặt trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trong đó có nhiều lao động đã từng làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh ngoài. Với sự quan tâm tạo điều kiện tốt nhất của tỉnh Quảng Ninh cũng như sự sâu sát của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tại các điểm đến thăm, các nhà đầu tư doanh nghiệp đều cam kết với lãnh đạo tỉnh sẽ phấn đấu tăng sản lượng từ 150 đến 200% so với năm 2021 trong bối cảnh tình hình kinh tế mới. Khẳng định quan điểm luôn đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng hướng tới sự phát triển bền vững, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư với tinh thần hỗ trợ tối đa, tốt nhất, giải quyết nhanh nhất về các thủ tục hành chính, quỹ đất mở rộng dây chuyền sản xuất theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất, góp phần tạo đột phá, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mục tiêu phát triển các ngành sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, xây dựng khu công nghiệp Đông Mai trở thành khu công nghiệp điển hình của tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh chỉ đạo các cấp ngành địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp không để thiếu hụt lao động, đảm bảo sức lao động tại các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, không để ngưng trễ sản xuất. Đặc biệt, tiếp tục quan tâm phát triển nhà ở cho công nhân. Khu công nghiệp Đông Mai là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh phát triển theo hướng khu công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ bền vững. Tỉnh đã quan tâm dành vị trí đẹp nhất, đắc địa nhất, có diện tích trên 9 hectare tại địa bàn trung tâm phát triển của thị xã Quảng Yên để xây dựng khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia phục vụ gắn bó lâu dài với khu công nghiệp, với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại. Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của khu công nghiệp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Đồng thời là biện pháp mạnh mẽ để thực hiện khâu đột phá chiến lược thu hút phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số theo nghị quyết đại hội 15 của Đảng bộ tỉnh và thực hiện chủ đề công tác năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ngành thị xã Quảng Yên và các doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, đảm bảo mục tiêu người công nhân phải được thụ hưởng thành quả, sự phát triển cũng như sự quan tâm của tỉnh, hướng đến xây dựng nhà ở cho cả gia đình công nhân, đáp ứng nhu cầu phát triển an sinh xã hội và chỗ ở ổn định lâu dài cho công nhân và chuyên gia tại khu công nghiệp Đông Mai.